Chào mừng các bạn đã đến với tuấnxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của tuấnxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Hello hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tuấnxe nhá. Nhiều anh em có hỏi trên live là tại sao mình gặp những tình huống mà mình nghi là hack, tại sao mình lại không report? Thì một câu trả lời rất là quen thuộc thôi, bởi vì là trên live ấy có rất là nhiều những bất cập. Nếu mình report đúng thì mình vẫn bị chửi, mà mình report sai thì mình chắc chắn bị chửi rồi, đúng không anh em? À, cho nên là mình là một người chơi đã cảm xúc rồi, cho nên mình không muốn gây ra những cái gọi là drama nữa. Vì vậy là mình không report ở trên live stream. Tuy nhiên thì sau mỗi một buổi live stream, sau mỗi một cái video clip mà mình làm xong cho mọi người mà mình rảnh ấy, thì mình thường vào game và vào cái mục điều tra viên này để xem những video clip và để kiểm tra xem là cái video đấy người ta có sử dụng hack hay là không. Đấy, thì đến bây giờ mình đã xem tổng cộng là 770 trên 780. Mình là đội trưởng tuần tra rồi, tuy nhiên thì mình chưa có danh hiệu, mà phải xem đến hết 780 cái video thì mình mới có cái danh hiệu xanh lá này này. Thì để cho những bạn nào còn đang thắc mắc ấy, là cái danh hiệu xanh lá này thì nó được cái gì, thì cái danh hiệu xanh lá này ấy, mỗi khi mà các bạn đeo lên trên người của các bạn ấy, thì vào trong trận đấu nó sẽ có một dòng thông báo giống như kiểu mình là Tuấn Le Le đi, thì vào trong cái trận đấu nó sẽ báo là Tuấn Le Le đội trưởng tuần tra đang bảo vệ trận đấu này. Đó, thì là cái danh hiệu xanh lá này nó có tác dụng như vậy nha mọi người. Đấy, thì mỗi ngày các bạn có thể xem nhiều nhất là 10 cái video. Và 770-780 tương đương với gọi là 77-78 ngày xem video. Tuy nhiên thì không phải là ngày nào mình cũng xem đủ 10 cái. Có ngày mình xem 5 cái, có ngày mình xem 10 cái, có ngày mình không xem cái nào. Cho nên là từ khi mà mình nhận được cái danh hiệu tân binh điều tra cho đến khi mà đến được cái ngày hôm nay ấy, làm clip cho mọi người ấy, thì nó cũng rơi vào khoảng độ tầm gần 5 tháng anh em ạ. Gần 5 tháng để có được cái danh hiệu này nha mọi người. Đó, thì đây là cách mà mình đóng góp vào cho cái cộng đồng của game nó càng ngày nó càng trong sạch hơn. Tuy nhiên mình nghĩ nó chỉ là một phần rất là nhỏ, rất là nhỏ thôi. Bởi vì mỗi ngày 10 video ấy, nó chả thấm ở đâu anh em ạ. Nhưng mà mình thấy cái này nó tốt, và thật sự là những anh em nào mà có nhiều thời gian rảnh ấy, mà những lúc mà các bạn vào game chả biết làm gì ấy, thì các bạn có thể mở cái mục điều tra viên này lên để xem. Thì các bạn vừa đóng góp được cho game mà các bạn còn nhận được những cái phần thưởng giống như kiểu cái vé quay này, tích tiểu thành đại anh em ạ. Nói chung là cũng được. Sau đó thì nếu mà các bạn nhận được cái danh hiệu đỏ này, các bạn còn vào trong cái hệ thống mắt đại bàng nữa cơ. Đấy, thì mình nghĩ là mình khó lòng để có thể lấy được cái mắt đại bàng lắm. Cho nên là mình rất là nể những anh em nào mà lấy được những cái danh hiệu màu tím, những cái danh hiệu màu đỏ ấy, thì cộng vô cực respect cho những bạn như vậy. Rồi, thì không để anh em chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ đến với phần xem video. Mình sẽ xem nốt 10 cái video ngày hôm nay và nhận cái danh hiệu, cũng như là anh em sẽ cùng với mình xem luôn. Và các bạn sẽ thử phán xem là liệu rằng cái người trong cái video đấy có sử dụng hack hay không mọi người nhá. Nào, let's go. Mình sẽ tua nhanh 1.5 anh em ơi. Bình thường mình xem hack, thường mình sẽ tua nhanh 1.5 nhá. À, tí nữa mình sẽ chia sẻ cái thông tin cá nhân của mình nhá, xem là tỷ lệ chính xác của mình trong cái điều tra viên nó là như thế nào. Nhiều anh em sẽ rất là bất ngờ đấy. Đây, nào chúng ta sẽ cùng xem. À, gần đây thì cái hệ thống này nó đã cập nhật thêm cả cái là report được cả những người chơi đồng đội. Có nghĩa là report đồng đội, tức là đồng đội của bạn ấy mà sử dụng hack ấy, thì report luôn cho cái người đồng đội đấy là chơi cùng với cả hack luôn. Thanh niên này xế trước ghê phết đấy chứ đùa. Ây à, căng. Rồi, nghe thấy tiếng rồi. Ui rồi. Ôi, ngắn quá. Mình nghĩ là bạn này nghe tiếng tốt và bạn ấy bắn cũng tốt nữa, thành ra mình sẽ nghĩ là bạn này không sử dụng phần mềm. Đó, chính xác luôn. Đấy, mình cứ xem 1.5 này cho nó nhanh anh em ạ.
Ui, cái bộ đồ này đang có trong cái hòm mới này. Mình định quay bộ đồ này nhưng mà mình nghĩ là trang phục thì chỉ sử dụng được một thời gian đấy, dần thì sẽ chán nhưng mà mình lại không quay nữa. Trong cái hòm AK Hellfire đấy anh em. Bộ đồ này đúng đẹp luôn đấy mọi người ạ. Nhìn nó chất lắm. Bật HDR lên nhìn bộ đồ này nó cứ phải gọi là mê ly luôn. Nào, để xem bạn này. Có vẻ phần này là phần report hơi thừa rồi. Hơi thừa anh em ạ. Rồi, thấy rồi, thấy rồi. Ui, quả lia đang bắn người này mà lia có một người ở bên trái bạn này. Hơi lia qua một tí. Để mình xem nào. Xem bạn này có phải là diễn không. Ê. Ui, căng nhờ. Để anh xem mình uống áp. Bạn này là chuyên bắn TP28 anh em ạ. Cái tình huống lia tâm đảo mắt sang cái tên địch ở bên trái là hơi có mùi anh em ạ. Nhưng mà thôi cứ để anh xem nốt đã. Rồi rồi. Cũng thuộc dạng gọi là bắn kiểu Zolo vết đấy anh em ạ. Ui, tâm lúc nào cũng đặt. Ui. Lộ. Nhìn xuyên thấu. Ơ, nó lại là không vi phạm anh em ạ. Ảo thế nhở. Thôi, nói chung là không biết kiểu gì ạ. Có những video mình thấy mùi lắm anh em ạ. Nhưng mà mình phán có hack thì lại không phải. Ui, nhấp nhả các thứ. Bạn này là người có kỹ năng này. Có vẻ nhấp nhả kinh đấy. Người chơi hệ gọi là hệ nhấp nhả. Bây giờ được cứu rồi. Ôi nhưng mà cái video trước quả đặt tâm ảo thật. Cái quả đặt tâm đấy không thể nào chấp nhận được đấy. Mình nghĩ là người chơi hệ nghe chuẩn, hệ bắn chuẩn thì cũng không gì là có mùi lắm. Những pha đấy bạn nghe thấy tiếng đằng sau bạn quay ra bắn luôn. Nghe tiếng tốt và cái tâm của bạn ấy không bao giờ đặt kiểu lưng chừng xuân luôn mọi người ạ. Đấy, cái tâm của một người chơi bình thường người ta đặt rất là kiểu bình thường luôn, không bao giờ người ta dí vào người địch cả. Mình nghĩ bạn này không hack. Không cần xem hết video anh em ạ. Nhìn cái kiểu bạn ấy nghe tiếng là biết là bạn ấy là người chơi có kỹ năng rồi. Ơ kìa. Lại một video lag rồi. Gì đây? À một pha camper anh em ạ. Cam. Có tiếng ở phía chạm bên trái nghe thấy không? Ôi. Ê, màu vàng là kẻ địch che khuất nhá. Rồi lộ. Ui dồi ôi. Thế này là một là quân, hai là có tự động am nữa. Rồi hai tội. Thôi hai tội này là quá đủ rồi anh em ạ. Hai tội này là không cãi được. Và đấy là không cãi được rồi. Anh em nhìn kìa, người ta có quy tắc tô màu ấy. Đồng đội bị che khuất thì nó màu xanh lá cây. Ui. Gì đây? Ui giời ơi. Rồi từ từ xem, cứ để xem đã. Đấy, kẻ địch bị treo khuất thì tô màu vàng. Còn kẻ địch bị nhìn thấy thì tô màu đỏ anh em nhé. Thao tác hơi chậm anh em ạ, thao tác hơi chậm. Đấy, tầm lúc nào cũng đặt vào người kìa, anh em thấy không? Cho nên là cái clip thứ hai ấy, mình nghi lắm anh em ạ. Ui, đó. Trông rồi, anh em thấy chưa? Đấy là lý do tại sao mình hay phán ấy. Những thằng hack thường nó di chuyển rất là ngu. Nó bắn thì tốt nha, nhưng mà nó di chuyển ngu lắm anh em ạ. Và nó hay có những động tác thừa anh em ạ. Thôi không cần nói nhiều nữa. Nhìn xuyên thấu rồi. Cãi làm sao được. Pha đặt tâm ngu người như vậy. Đấy là một thanh niên gọi là không biết diễn luôn đấy anh em. Ở đây thì có thể là trước đấy. Ôi rồi ôi mai ai. Lại một pro gọi là bù
bung sờ mốc à? Thế thì chịu rồi. Quả bung sờ mốc đấy chịu rồi. Nào để xem nào. Thôi không xem nữa, không xem nữa. Đây là một thằng phá game rồi. Nhìn xuyên tường tự động ngắm. Bây giờ nó có thêm cả chế độ là chẳng hạn thằng hack nó dì bọt cho các bạn vị trí, xong các bạn bắn theo cái vị trí đấy của thằng hack ấy là các bạn cũng bị ăn dì bọt nha, là các bạn ăn cái lỗi dì bọt đồng đội đấy. Bây giờ sử dụng thông tin của thằng hack cung cấp để tiêu diệt địch là các bạn cũng bị liên đới nha. Mới cập nhật luôn anh em, mới cập nhật ngày hôm qua xong hay là ngày hôm trước ấy, cái đợt nó mới update rồi. Mình cứ rảnh rảnh thì mình xem này thôi. Rồi nghe tiếng rồi, chuẩn bị vã này. Ui. Ui. Bắn không bờ rô nào người ta bắn như vậy. Thanh niên này, ái già. Di chuyển rất là không có ai đi giữa cầu thang xong rồi dừng như thế này hết trơn rồi đấy. Đấy, di chuyển rất ngáo anh em ạ. Nhưng bắn thì cực kỳ là kinh. Thôi không nói nhiều. Nhìn xuyên và tự động ngắm. Ơ. Không vi phạm à? Vô lý. Ew. Vô lý. Để anh xem nốt nào, tại sao nó lại vô lý như vậy? Mình sai ở đâu khi mà phá bạn này hack ta? Thề luôn. Cái động tác nó thừa kỳ luôn anh em ạ. Và công nhà ai lại cứ kiểu đứng ở giữa cầu thang đấy bao giờ? Ơi. Hay quá. Ok, như vậy là mình đã sai 2 clip rồi đấy mọi người ạ. Không được để tỷ lệ gọi là tỷ lệ chính xác giảm quá mức anh em nhá. Thế giới à? Solo squad rồi. À, để xem. Trình quan sát. Ui. Holy shit. Holy fuck. Pro player rồi. Ui. Lại có clip highlight 1 vs 99. Ui, đặt tâm kìa. Trông vừa đi vừa vật ngắm anh em ạ. Úi dồi ôi, không trượt viên nào luôn. Mày nhờn này. Rồi chiến thắng rồi. Yeah. Trời ơi, quay được clip rồi. Chạy làm sao được. Nói chung là cái hệ thống này đôi khi nó cũng nó cũng đưa ra những nhận định nó sai ấy. Tuy nhiên thì nó đây chỉ là một đánh giá sơ bộ thôi anh em. Rồi nếu mình phán những người giống như kiểu ta hoặc nó phán ấy thì sẽ được xem xét lại ấy mọi người ạ. Theo như thông tin mình được biết ấy là sẽ được xem xét lại đấy. Ui. Mẹ ông hoàng chấm đỏ đây rồi. Quả bắn từ đây mà. Ôi rùi ôi. Ôi rồi. Đồng đội quay lại đón không thèm luôn. Nào xem ông hoàng chấm đỏ bắn nào. Rồi nhặt đồ của địch luôn anh em ạ. Căng thẳng thật. Rồi ông hoàng chấm đỏ với ông. Bây giờ chuyển sang bắn x6 x8 rồi. À ông hoàng chấm đỏ. Ui.
xem nữa hại não lắm anh em ạ. Không thể chấp nhận được. Sắp hết 10 video đấy mọi người. Cứ cố gắng làm sao 10 cái video mà các bạn phán khoảng độ tầm 8 cái chính xác, 2 cái sai là được. Mình đã sai 2 cái rồi cho nên mình không muốn sai thêm nữa. Nhưng mà nhiều cái thật sự là không tin với các bạn, nhiều lúc mình dám khẳng định với các bạn luôn là thanh niên đấy có sử dụng hack nhưng mà hệ thống vẫn bảo là không. Ô, con búp bê nó động đậy ấy. Xem cái này biết được con búp bê động đậy như buồn cười vậy. Ok, nhìn thấy không? Ủa? Con búp bê nó động đậy không nhìn thấy hả? Đây là bạn này. Đúng rồi, bạn này không sử dụng. Bạn này còn nghe tiếng còn tốt nữa cơ. Đây, bộ đồ này mình hay gọi là bộ đồ Street Boy đây anh em. Trông hip hop vãi cứt. Nào để xem Street Boy của chúng ta sẽ làm được gì nào. Sờ Street Boy có trở thành Street Boy hay không? Rồi, tiếng súng bắn gọi là rền vang rồi. Đấy, có tiếng này, có tiếng ở trước mặt này. Nghe chưa? Chắc chắn là nghe thấy rồi. Sao gì bọt những tình huống quay clip trông chán thế nhở? Mới xem đây đưa ra quyết định. Ok, không bắn à? Ôi trời ơi! Căng thẳng thật sự. Đây rồi. Ôi trời ơi! Ông này dễ là có sử dụng am này. Tôi thử một phát nữa xem nào, tự động ngắm. Ôi không vi phạm anh em ạ, nhưng có quả vuốt tâm hơi ảo. Thế là sai ba cái rồi. Thế là ngày hôm nay mình tỷ lệ chính xác của mình chỉ còn 70% thôi anh em ạ. À, tí nữa. Ui. Giật, hơi giật anh em ạ. Quả cầm mini sấy, quả cầm mini táp là hơi bị đỉnh cao đấy. Lắc quá, nhiều clip gì bọt nó cứ bị lắc này, xem bực mình vãi. Ui, AM16 à chứ không phải mini à. Sao clip của thanh niên này lag thế nhỉ? Lag dã man luôn đó mọi người. Ui. Trời. Đó. Sai làm sao được. Tự nhiên chạy ra chỗ đấy. Check là hơi có vấn đề rồi. Ôi trời ơi. Ông ơi. Ông bắn thế này thì chết con nhà người ta làm gì nữa. Sao sử dụng. Ôi, sử dụng hack mà giờ mới được có 2 kill. Chả hiểu kiểu gì ạ. Hack lỏ vậy. Ui dồi ôi. Không cãi nhá. Thế này là không cãi được rồi anh em ạ. Cãi làm sao được. Cãi với chúng tôi này. Cãi. Lên phường. Ô. tự tử cũng ăn reward anh em ạ. Vị disconnect cũng ăn reward à. Rồi ping 200 thế này chơi bời gì. Xem nào để xem. Cái này là vị đồng đội reward đây anh em. Reward này chắc là reward ý thức rồi. Nhưng mà ở trong đây làm gì có vi phạm ý thức đâu. Đấy, ở trong đây không có phần lựa chọn là đồng đội sử dụng hack nhá, nhưng mà các bạn phán không có vi phạm là sẽ thấy nha. Không có vi phạm. Thanh niên đen vãi trưởng ạ. À. Nhỡ AFK cái thôi là bị bọn này. Buồn cười vậy. Từ nãy giờ anh em đoán trúng được mấy video à, các bạn có đếm không? Các bạn có giống tôi không? Ui. Đạn này con cái gì ấy? Đạn lửa à? Trong chế độ mê chơi. Ui. Nhưng mà trong chế độ metro này khó nhận định lắm anh em.
chỉ có nhận định là xem là thanh niên này có sử dụng guốc hay không thôi. Chứ mà am ủng ấy thì khó nhận định lắm, bởi vì là cái súng ở trong đây ấy nó có thể thay đổi được cái độ giật ấy. Ồ nhưng mà cứ ra cái là bật ngắm lên như thế này là hơi ảo đấy. Really? Độ giật nhưng mà nó không thể quá đáng đến cỡ như vậy được anh em ạ. Mày ơi ạ, chùm à. Ui, còn lắp được cả súng phóng lựu nữa cơ. Cái độ này giờ triển mở tâm lên check này. Check các thứ này. Khó nhận định anh em nhỉ. Mấy quả sấy là hơi ảo, bởi vì nó ra phát là sấy tởm quá. Để xem bạn ấy bắn lên cỡ nào. Trong này thì mẹ full hết đồ 6 như thế này thì cũng thuộc dạng gọi là ghê gớm rồi anh em ạ. Đây full đồ 6. Đây mấy con boss không thèm bắn luôn. Ui. MK có cả skin luôn nha anh em. Kìa. Bạn này thì mình đánh giá là mình không biết là có sử dụng am hay không, nhưng mà mấy quả mà cứ mở cốp lên check ấy là nghi lắm anh em ạ. Mặc dù có một pha bạn ấy mở cốp vào khoảng không để bạn ấy check, nhưng mà thường đến 90% những tình huống bạn lia là lia chuẩn luôn đến đối phương luôn anh em ạ. Ngay kể cả tình huống này cũng vậy. Dễ được sử dụng luôn anh em ạ. Không vi phạm. Ảo thật đấy. Đây thì đây là thông tin cá nhân của mình anh em nhé. Đấy thì số ngày kiểm tra là 118 ngày mà chia cho bạn đấy gần 5 tháng. Mới gần 4 tháng được à? Sao mình cảm giác thời gian cứ giống như kiểu gần 5 tháng anh em ạ. Đấy thế là tổng ngày điều tra của mình là 118 ngày, tức là 4 tháng anh em ơi. 4 tháng này tổng số lần kiểm tra là 565 lần. Số người chơi bị xử phạt là 138 lần. Và độ chính xác kiểm tra của mình là 83%. Đấy. Anh em thấy chưa? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhận phần thưởng sau biết bao nhiêu ngày cố gắng. Danh hiệu xanh lá của chúng ta đã được gọi là ok rồi đấy. Đấy bây giờ mình sẽ vào đây. Xong mình trang bị đội trưởng điều tra. Đấy. Xịn ngay anh em ạ. Đây bây giờ mình sẽ vào thử một trận cho anh em xem nhá. Một trận xếp hạng này. Livic đi. Đấy. Không tìm đồng đội anh em nhá. Không tìm này. Đấy. Vào chủ yếu là cho anh em xem cái danh hiệu thôi anh em hiểu không? Rồi. Đấy, anh em thấy rằng thông báo chưa? Đội trưởng tuần tra Tuấn le le đang bảo vệ trận đấu kìa. Đó. Anh em thấy ngầu không? Ngầu dã man luôn chứ còn gì nữa. Rồi. Thì đấy là quá trình cũng như là cách mà mình đóng góp vào trong cái cộng đồng của game PUBG Mobile này. Âm thầm và lặng lẽ thôi anh em. Đấy, cứ đều ngày xem 10 video. Đấy, xong phán xem là ai hack ai không. Đấy. Thì đấy là cách mà mình đóng góp cho cái cộng đồng này. Còn các bạn thì sao? Những lúc rảnh rỗi các bạn vào game các bạn làm gì? Các bạn đã biết được cái tính năng gọi là điều tra viên này hay chưa? Nếu chưa thì anh em còn chờ đợi gì nữa? Vào làm điều tra viên, vừa gọi là đóng góp cho cái tựa game của mình, vừa là kiếm phần thưởng, vừa kiếm danh hiệu, nhìn cho nó ngầu vãi nồi luôn. Thật sự ấy, mà các bạn lấy được những cái danh hiệu màu tím, màu vàng, màu đỏ nữa thì các bạn ui đẳng cấp lắm anh em ạ. Đấy, thì cảm ơn anh em rất nhiều vì đã xem hết clip này nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở clip mà mình sẽ solo squad mang danh hiệu gọi là đội trưởng tuần tra đi solo squad anh em nhá.